Đó, nãy giờ mình đặt cái máy quay quay sơ đoạn ngắn cho các bạn xem rồi đó. Chim mình cũng rất xinh nha các bạn. Đó. Bạn thấy con chim tháng không? Nó con tháng tuổi rồi đó. Nó có con tháng thôi, bắt con bói con tháng rồi các bạn. Nãy giờ nó. Đang ngồi đây mà nó không dám kêu đó. Rồi, hello, hồi xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay ngày 19 tháng 7 các bạn. Thì toàn tỉnh Bình Dương chỉ thị 16 đã cách ly hết các bạn. Nhà nào ở nhà đó nha. Không có một bóng người luôn nha các bạn. Đó. Vợ mình thì cũng lên công ty ở lại tại chỗ làm luôn rồi các bạn. Không có gì nhà nữa. Thì giờ ở nhà chỉ còn ba cha con thôi các bạn. Không có đi ra đường được luôn. Trước nhà mình là có đám đất rồi các bạn. Đám đất đấy là đám đất đất mồi đó các bạn. Đất mồi là đám đất đó mình đào trùng cho mồi ăn á. Nên hôm nay nó trời nó mưa mưa á, nên cũng có trùng các bạn, mình mới đào cho ăn hôm nay con 3-4 bữa. Nè, trước nhà mình nè các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ vô quay sơ mấy con mồi mình cho các bạn xem nha. Với lại mình chia sẻ sơ một cái chuồng Trung Quốc cho các bạn xem luôn nha. Bữa mình làm nhưng mà có mục đích nhưng mà mình chưa có chia sẻ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ sơ cho các bạn xem cái chuồng Quốc như thế nào nha. Để mình nuôi con bói nó hiệu quả hơn nha các bạn. Rồi mời các bạn quay lại cái camera sau. Để mình tiếp cận mấy con Quốc mồi của mình. Đây các bạn, nãy giờ thì mình ở trong nhà thì nó kêu, nói chung là con quốc con la nó làm nhoi trời đất hết. Mà khi mình cầm máy quay mình ra đây mình quay sát mặt giáp mặt á, thì những con nào mà dạng không á thì dám kêu thôi các bạn. Còn những con nào mà chưa có thuần á thì đa số là nhắc đít hết không dám kêu nha. Thì hiện tại là nhà mình có cũng là 8 con nha các bạn. 8 con, ở trên 4 con, ở dưới 4 con. Có một con trống ở bắt đây là chưa kêu thôi các bạn, nhắc nhảy nhảy đó. Còn tất cả đều là từ quốc tới la tới rí hết nha các bạn, con nào cũng mở miệng hết rồi. Nhưng mà đặc biệt hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một cái con quốc mà bữa mình bắt ngay cho ao mà chó sủa các bạn. Thì con quốc này chắc mình cũng đặt cái tên nó là ao chó luôn đi các bạn, cho nó dễ kêu. Này, cái ao chó sủa mà mình có cầm cái máy quay ở trên núp ở sau bụi tre mình quay xuống các bạn. Con này cứ vô dậm dí con trống rồi dậm dí con mái đi qua lại riết mà nó mới sạch á các bạn. Thì nãy giờ mình ở trong nhà mình nằm ở võng á, mình nghe nó kêu dữ lắm. Cái con mồi bói đây bạn, cái con bói đây nè, nó chưa lên mồi nha. Con này tầm khoảng một tháng nó lại vậy các bạn. Mà nó kêu dữ lắm. Mình nói quả cái con khí này sao nay kêu dữ vậy. Đó thì mới hôm qua mình bắt xuống cái chuồng đây thôi các bạn. Thì bữa là mình bắt bữa giờ mình nuôi chuồng đây nè, mình mới bắt con trống bỏ anh đó mình thay đổi á, thì nó kêu rất là dữ nha các bạn. Thì tiện thở hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn nha. Rồi tiện thớ hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn nha. Cái chuồng quốc làm đỡ mục đích là mình kè bói nuôi bói nha các bạn, luyện chim nha. Rồi các bạn nhìn thấy hai cái chuồng quốc nó có cái gì khác nhau không? Nó cũng giống nhau luôn các bạn. Đó. Cái tên cũng bốn ô, dưới cũng bốn ô các bạn. Các bạn thấy cái con bói này mình bắt nó có tầm khoảng một tháng nó lại thôi, mà bây giờ mình ngồi sát bên luôn mình quay nó vẫn kêu nha các bạn. Đó các bạn thấy tại sao mình ngồi sát bên mình quay nó vẫn kêu phà phà phà, thấy không? Đó là cái chuồng nuôi nha các bạn, cái chuồng nuôi dưới cách mình kè á.
đó thì bạn nhìn ở trên này, ở trên cũng là 4 ô, nhưng mà cái chuồng ở trên thì nó bằng inox nóc, nên cái chuồng ở dưới thì nó bằng sắt với lại nhôm thôi các bạn. Cái khung sườn nó bằng nhôm nha, mình làm nó rộng hơn cái chuồng ở trên khoảng 10 phân nữa các bạn. Mình cũng chia ra 4 ô, bạn thấy có cái gì khác không? Ở trên nó cũng 4 ô, dưới cũng 4 ô, cũng thông nước, cũng như nhau hết, nhưng mà có một cái điểm khác nữa các bạn. Có điểm khác để mình tập luyện và mình kè bó nha các bạn. Đó, tại vì nhà mình chật nên không có cái lồng đơn nhiều các bạn, thì mình sẽ cho nó cái lồng đôi nha, cái lồng 4 luôn nha. Đó, cái chuồng nuôi dính liền luôn các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn biết được là cái chuồng nuôi ở trên với chuồng nuôi ở dưới nó khác nhau chỗ nào. Tại sao cái chuồng nuôi ở dưới là đỡ mình kè bối thôi các bạn, chứ không có chủ yếu là nhốt mồi, đã chinh chiến nhiều năm rồi không có nhốt nó dưới chuồng dưới, mà chủ yếu là đỡ kè bối thôi. Đó, các bạn thấy không, nó một tháng mà mình đứng quay sát bên nó vẫn kêu nè. Đây các bạn, cái chuồng dưới nó có một cái đặc biệt các bạn, là cái tất cả 4 ngăn đều mình ngăn dưới nhau là cái tấm Nika nha các bạn. Cái Nika nó không có trong suốt lắm, nhưng mà nó sẽ bên kia thấy bên này, con quốc bên kia thấy bên này các bạn. Thấy mà thấy mờ mờ áo áo chứ không có thấy rõ lắm nha. Đó, thì mình để con trống chính giữa, mình kè hai con máy hai bên các bạn, hai con máy bối mới hai bên. Nó rất là hay, nó rất là nhanh kêu nha các bạn. Mình làm hồi trước mình làm á là có mục đích là đỡ mình kè bối rồi, nhưng mà lúc đó mình chưa có chia sẻ các bạn đâu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nè. Đó, khi các bạn mà kè như thế này á, con trống các bạn bỏ chính giữa, bạn muốn kè hai con máy bối hai bên á, thì khi cái con trống nó kêu các bạn, thì hai con máy bối hai bên đều thấy nó kêu hết, chứ không phải là mình kè kín như ở trên thì mình sẽ nghe cái tiếng nó kêu thôi các bạn. Nghe tiếng nó kêu chứ không thấy cái hình dáng nó kêu, không thấy nó cái con mồi trống này nó kêu, nên cái con bối cái xác suất thì nó cũng cũng ít kích thích hơn. Nó cũng giống như người các bạn vô buồng mà bật cái đèn ngủ mờ mờ áo áo nó mới kích thích, vợ chồng nó kích thích, chứ còn mà cho quạch tẹt luôn, bật đèn sáng chét luôn, cho quạch tẹt luôn, nó cũng không kích thích đâu bạn. Nó kì sao mà cho nó thấy mờ mờ áo áo như thế này này, nó mới thèm chồng nha các bạn. Đó, nó thèm chồng. Còn bạn có thể kì sát bên, kì mà thấy mặt hai lòng sát bên luôn các bạn, thì khoảng một thời gian sau á, nó sẽ lần liền các bạn. Nó sẽ thấy mặt riết á, nó tiếp xúc riết á, thì nó lần. Thứ hai là nhà mình nó chặt quá, mình không có làm cái lồng đơn nhiều đỡ kè cặp nha các bạn, thì mình sẽ làm cái lồng này chủ yếu là đỡ mình kè bối nha các bạn. Con này thấy con kia có thể thấy hình dáng thôi chứ không thấy rõ mặt mày nha các bạn, thì nó sẽ kích thích hơn là thấy quạch tẹt các bạn. Thì mình mới bắt cái con này dục xuống là bắt đầu nó kêu rất là nhiều luôn, hôm bữa giờ cũng sơ các bạn. Nhưng khi mình kè thấy mặt với nhau là tất cả đều kêu rất là dữ. Hồi sáng mình dục cái con này xuống một cái là từ sáng giờ mình nằm trong võng á, mình nghe nó kêu quá trời. 8 con quốc mà hình như là 7 con nó kêu hết, con kêu con quốc con la nhôi hết vào đó các bạn. Nhưng mà dịch bệnh quá mình không có đi test được, chứ cái con này là bây giờ có khả năng là bỏ vô lục đi giật được rồi nè các bạn. Cái con bụi tre chó này các bạn. Đó, mình đang ngồi đây mình nói chuyện về nó ít kêu á các bạn, chứ bây giờ mà mình vô trong nhà các bạn thì mình đặt cái cam ở đây á thì ở ngoài này nó kêu rộ dữ lắm. Con này kêu con kêu quốc nó làm nhoi hết các bạn. Mà mình ra đây á thì chủ yếu là những con quốc mình đa số là quốc bối thôi các bạn. Toàn bộ quốc bối không, chỉ có con trống thôi, trừ ra thôi. Toàn bộ bối không, nên mình ngồi nói chuyện vậy nó ít quốc. Chứ còn những con chim con mà các bạn nuôi lên mà đi thành con mồi rồi các bạn, ngồi vậy các bạn nói chuyện là nó kêu nó la không cách nào nói được luôn á. Các bạn hú một tiếng là nó kêu la dữ lắm, không có cách nào bạn quay phim nói chuyện được mà khi mà tiếp cận gần mà con chim nó sung mà ngồi gần như thế này đâu. Còn chim của mình thì tất cả đều bối nên ngồi gần vậy nó ít kêu, là cái chuyện đương nhiên bình thường nha các bạn. Còn những con nào thuần quá thì ngồi vậy nó có thể kêu mà kêu ít, chứ không phải kêu như chim con. Đó, hiện hạn như con sấy bụi tre đó các bạn, thì mình ngồi về thì rất là gần, nhưng mà nó cũng kêu, nó kêu không giống như chim con đó các bạn, nó còn chưa có bằng như chim con mà
nó kêu hung đâu, tại vì nó cũng mới có thường thường có 2 năm mà chứ còn chưa có lâu hung. Còn cái hôm nay có cái con đặc biệt là cái con này các bạn có một tháng thôi, tháng đó lại thôi các bạn, mà hôm nay nó kêu rất là nhiều nha. Mình kè xuống một sáng mình cũng nghe nó quất luôn rồi, nhưng mình ngồi dậy chắc chắn là nó dám quất đó các bạn. Nó chủ yếu là nó la rí thôi chứ nó chưa dám quất đâu. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái chuồng quất ở dưới là nó khác biệt cái chuồng ở trên là giải bạc. Khi mình làm mình đã tính toán hết rồi, mình đã tính trước là đỡ mình mục đích là đỡ mình kè bối thôi các bạn. Mình bó một con trống mình kè hai con mái đó, mình kè hai con mái. Khi mà cái con trống chính giữa này kêu á thì tất cả hai con hai bên đều thấy cái hình dáng nó kêu hết các bạn, đều thấy nó mở miệng ra nó kêu hết, nhưng mà nó thấy mờ mờ áo áo, nó làm kích thích hai con mồi mái hai bên hơn, hai con mồi mái hai bên nó dở kêu hơn các bạn. Nó không có thấy được rõ là cái mặt cái con chim trống này như thế nào hết, nhưng mà nó thấy cái hình dáng bên này kêu nó sẽ kích thích hơn. Tại vì nhà mình chặt mình sẽ làm cái chuồng như thế này, nếu bạn nào mà nuôi bó mà nhà chặt các bạn làm như thế này, còn các bạn nếu nhà rộng thì các bạn khối cũng được, các bạn bó mỗi con mỗi chuồng các bạn kề sát mặt cũng được. Nhưng mà mình làm như thế này mình thấy nó có gì mờ mờ áo áo, nó lại khoái hơn rất là nhiều các bạn. Giờ mới có một tháng thôi mà nó kêu như vậy á, thì không cần mà phải nuôi con chim con đâu nhé các bạn, không cần mình phải bắt con về, mình phải huấn luyện mình nuôi tới 7-8 tháng rồi phải tập dượt tới lên bờ xuống ruộng mới chơi được hay không nữa, mà không biết là cái giống hay không nữa. Nên nên mình chia sẻ chủ yếu là anh em nuôi bói thôi các bạn, nuôi bói chơi cho nó phơ với lại nó theo cái ý mình chọn ở ngoài rừng á, thì con bói hay nó sẽ hay. Chứ thực sự là bây giờ mà nói nuôi con là ngán chết được các bạn. Còn mấy bạn nuôi quen rồi thì không sao hết. Chứ còn mình mà bây giờ nói bắt con về nuôi xù nó ngán. Nó thực sự là cho không nuôi luôn. Không muốn bắt luôn các bạn. Nhiều lúc đi gặp con mà cũng không thèm bắt luôn. Thì những con bói của mình chọn gì thực sự mình cố tình mình nuôi á thì nó cũng nhanh lên lắm. Mình không biết là mình có tay nuôi sao á các bạn. Thứ hai á, là mình sẽ nghiên cứu nó rất là nhiều rồi nữa, nên mình biết được cái cách chơi, cách khắc phục nó, cách thuần nó, cách kè nó như thế nào. Nên mình nuôi mình thấy nó cực kỳ đơn giản lắm bạn, cực kỳ nhanh lên mồi lắm. Mà không biết mấy bạn nuôi sao, có cái gì còn khó khăn hay không, chứ mình nuôi nó dễ lắm. Hồi xưa kia mình còn khoái cho ăn đồ cho kỹ rồi, chứ giờ thực sự là giờ mình nuôi bó vô hình như con nào cũng sống, con nào cũng ăn hết các bạn. Còn muốn nhanh kêu thì mình phải thúc mò nhiều, chỉ có vậy thôi. Khi mình kè như thế này các bạn, kè trống chính giữa hai mái hai bên á, mà nếu mà trống các bạn mà trống hay mà cứ la cái ré cái chặt liên tục á thì báo đảm hai con mái hai bên là lên luôn một lượt luôn. Mà quan trọng là các bạn phải thúc hai con mồi mà mái bối hai bên nha các bạn, cho nó sung lên nha, nó mới kêu được. Chứ còn các bạn đớ mà nó tụt lướt đen thui á thì không cách nào mà nó kêu hết á, nó đâu có sung đâu mà kêu các bạn. Thì các bạn phải thúc lên. Nói chung là nó cũng dễ lắm, nên hôm nay mình chia sẻ ngắn một cái clip ngắn này thôi các bạn, là cái chuồng của mình là mình chia ra 4 ô, nhưng mà mình làm cái tấm thạch cao nha các bạn, cái tấm nika cho nó thấy mờ mờ áo áo, chứ không có thấy rõ nguyên hình nguyên dáng, nhưng mà thấy mờ mờ áo áo. Khi con này kêu há miệng ra thì con kia cũng thấy được lại con này đang kêu, thì nó sẽ kè được một lúc hai con luôn các bạn đó. Nên mấy con chim mình kè vô cái lồng này rất là nhanh kêu các bạn. Mà bây giờ tình hình dịch bệnh như thế này, giờ có kêu cũng ở nhà chứ đâu có làm gì được các bạn. Tại mình cho ăn trùng rai rai thôi, chứ thực sự mà mùa này mình đi quýnh quốc được, mình dập cho nó khoảng một tuần cho ăn trùng á, thì mấy cái dàn chim của mình là thiệt sự là kêu nứt nhà luôn. Đó, chim của mình thì mình hút gió nó cũng ít kêu các bạn. Mấy con bói mình cũng không có tập, mình cũng đỡ tự nhiên, chứ mình cũng không có tập mà hút gió thuần như chim con. Đó,
đó các bạn thấy rồi đó, mình hút gió tét mỏ luôn đó. Những con chim quất mồi của mình là nó không có kêu, nó không có theo cái ý của mình đó các bạn, tại vì mình không có tập á, mình cố tình không có tập, mình đỡ ra rừng nó tự chơi thôi. Bây giờ thực sự mình lấy cái máy mình mớ lên nó cũng không có kêu luôn các bạn, nhưng mà ra rừng nó nghe, tự nghe con rừng nó kêu là kêu, hoặc là tự đặt xuống dán ngừ là nó kêu, nó có khác biệt vậy đó. Mình cũng cố tình tập cho mấy con nó nghe lời mà nó kêu kêu các bạn, giống như cái con mồi xế của mình kia nè, con đó là hút gió càng lớn là nó càng kêu các bạn. Mà mình ngồi để mình đút cái camera đây sao nó thấy nó hơi sợ sợ, nó nép nép đó đó, cho nó hút gió càng lớn là nó kêu càng to. Nó đang quất vậy các bạn, nhưng mà mình hút gió là nó quất mạnh hơn nữa. Rồi hôm nay mình quay sơ lại cái chuồng nè các bạn, đó cái miếng thạch cao này, cái miếng Nika, cứ nói lộn miếng thạch cao đấy này. Chuồng bên kia nó sẽ thấy được cái hình dáng con quất chuồng bên này nha các bạn. Đó, đỡ mục đích là mình kè thôi. Khi mà mình mới bắt vô bỏ lạ các bạn thì nó hơi mố cọp cọp trong miếng Nika một hai lần thôi các bạn. Rồi nó sẽ quen lại là nó sẽ kè rất là hay nha. Mình cho nó mờ mờ áo áo và nó sẽ kích thích hơn các bạn. Đó. Rồi khi nào mà nó đã kêu nó đã thuần thục rồi các bạn thì các bạn đưa lên chuồng trên nha, chuồng dưới là đỡ kè thôi nha các bạn. Chứ còn khi mà con mồi thuộc rồi các bạn cũng không có nên cho cái chuồng mà nó thấy mờ mờ áo vậy nha các bạn. Chuồng này đúng chủ yếu là mình sẽ nuôi đỡ cho kè thôi các bạn. Còn ví dụ sau này bạn không còn kè nữa, bạn lấy sơn đen sơn đồ gì bạn xịt lên tấm Nika một mặt bên này một cái là coi như là hết thấy nhau luôn, là cũng đơn giản lắm các bạn. Chủ yếu là mình thiết kế chuồng này đỡ mình kè bối thôi. Chứ còn nuôi đó thì mình cũng không có nuôi cái chuồng này để mà mấy con mồi thuần của mình nó sẽ quen mặt nó thấy nhau các bạn. Mình sẽ nuôi là mấy con mồi thuộc á, mình sẽ làm cái chuồng hoàn toàn như thế này này, không có thấy mặt nhau, không có thấy hình dáng luôn. Còn ở dưới là chủ yếu kè bối nha các bạn. Rồi cái clip hôm nay ngắn thôi nha các bạn, tại vì mình chia sẻ sơ cho các bạn cái chuồng thôi. Chứ lại buồn quá các bạn, đăng lên xíu nữa có cái kênh nó có tương tác thôi. Bữa nào mình sẽ chia sẻ cái vụ mà tập luyện cái con bói mà mình nuôi khoảng 1 tháng 2 tháng nó nổi lên liền á, mình tập luyện như thế nào luôn các bạn. Còn nhiều con mình nuôi 6 7 tháng thì mình nói có nhiều con mà nó lên nhanh như vậy, mình tập như thế nào cho nó nhanh nó chơi luôn các bạn. Thì bữa nào mình sẽ có cái clip nha. Rồi bye bye nha, hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo mình chia sẻ cách nuôi bói luôn nha.